nằm trong nội thành và phong phú các trò chơi, công viên văn hóa Đầm Sen là lựa chọn của nhiều phụ huynh và các em nhỏ mỗi khi hè về. Năm nay, chương trình vui hè tại Đầm Sen được diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2014. Chương trình Trực Trở Hè Đầm Sen năm 2014 gắn liền với chuỗi hoạt động lễ hội đường phố với nhiều loại hình nghệ thuật mang xu hướng giáo dục hiện đại, phù hợp với sở thích của nhiều bạn trẻ và các em nhỏ là show diễu hành Trực Trở Hè Đầm Sen. Với tưng bừng trực trở muôn hoa, nhiều loại thủy sinh và các nhân vật huyền thoại, và đặc biệt với sự tham gia của hơn 30 loại động vật hoang dã như voi, khỉ, trăn, đười ươi, gấu, dê cùng diễu hành, làm xiếc và giao lưu với du khách suốt hành trình show diễn. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, qua đó gửi đến du khách thông điệp cùng chung sống hòa bình, thân thiện với thiên nhiên và chung tay bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Con thích chơi trò vòng quay tuổi thơ nhất tại vì nó rất vui. Mùa hè em thích đi chơi Đầm Sen nhất bởi vì ở đây rất là rộng rãi và thoáng mát nên em có thể tha hồ chạy nhảy. Ngoài ra ở đây còn đang có chương trình miễn giá vé vào cổng cho các học sinh giỏi, vì thế em rất hay kêu bố mẹ chở em đến đây chơi. Bên cạnh đó, suốt hè 2014, Đầm Sen còn tổ chức các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn lân sư rồng, các show diễn bất ngờ khắp công viên. Ngoài ra, giữa tháng 7 năm 2014, lễ hội bánh kẹo với quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức với đủ loại bánh kẹo, thức uống và đồ chơi sẽ là một gợi ý khá lý tưởng để phụ huynh dẫn các bé tham gia lễ hội và vui hè. Ngoài chuỗi các chương trình vui chơi vào ban ngày, công viên văn hóa Đầm Sen cũng đẩy mạnh các hoạt động giải trí vào buổi tối dành cho du khách. Không gian mát mẻ, cảnh trí rực rỡ và thỏa thích khám phá nhiều trò chơi mới với giá vé cực rẻ. Theo đó, kể từ 18 giờ hàng ngày, du khách mua một vé trọn gói với giá 50.000 đồng sẽ được tham gia 16 trò chơi trong khu thiếu nhi. Theo Ban Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, gói giá vé vui chơi ban đêm tại Đầm Sen là chương trình trợ giá đặc biệt dành cho du khách, đặc biệt là hướng đến các em nhỏ, nhất là trong dịp hè, để mỗi ngày các em có một không gian vui chơi vận động thể chất sau một ngày dài.